lệ có 39 đại biểu có trình độ cao đẳng. Trong cái sự phát triển của đất nước hiện nay thì cùng với cái sự công phát triển của công nghệ thông tin thì có nhiều cái hiện tượng xảy ra như hiện tượng của khá bảnh lôi kéo thanh niên theo, nhưng mà bên cạnh đó thì đó là chỉ một phần nhỏ của xã hội, mà tôi tin chắc rằng các thế hệ Việt Nam sẽ tránh xa những cái tệ nạn, những cái hành vi đi ngược lại với xã hội phát triển hiện nay. Ở một vùng miền núi như chúng tôi thì là cái tư tưởng đi làm ăn xa rất là nhiều cơ hội để phát triển về kinh tế, góp phần đem cái nguồn thu nhập của mình làm sao để phát triển cho địa phương. Thế nên là các bạn ấy cũng không tham gia được hết tất cả các hoạt động, đặc biệt là các cái đợt sinh hoạt chính trị của địa phương. Đấy, chúng tôi cũng rất là khó khăn trong việc là vận động tuyên truyền. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với 10 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, trong đó việc khơi gợi lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng trong thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhiều đại biểu kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới. Muốn tổ chức hội sẽ xây dựng những cái diễn đàn thanh niên sống đẹp, sống ích để từ đó lan tỏa những hành động đẹp của thanh niên, để thanh niên Việt Nam hình thành từ những ý thức, từ những cái việc làm nhỏ hàng ngày để xây dựng một nếp sống thực sự là văn minh, hiện đại, vừa là mang trong mình những giá trị truyền thống nhưng vừa mang trong mình những giá trị hội nhập. Qua cái đại hội lần này thì em cũng như là các bạn thanh niên khác sẽ đóng góp nhiều hơn và sẽ cùng đưa ra những cái thảo luận về những hoạt động thiện nguyện để giúp cho Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Một nhiệm kỳ mới với những cơ hội và thách thức mới đặt ra cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tuổi trẻ Việt Nam trong bối cảnh đất nước hội nhập, thì việc bồi đắp hoài bão, lý tưởng, đặc biệt là thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể là điều mà mỗi người trẻ cần phải ý thức.